Lu đang ở rất gần Himat rồi và Himat không mảy may nghĩ tới điều này. Và đây là một pha kê trước, bắn không thể trượt được đến từ Lu. Himat khả năng cao sẽ nằm thôi, nhưng tạm thời chưa vì hết đạn, nhưng thay đạn nhanh và quay lại. Hơi tốn đạn đến từ Lu trong không dứt điểm, nhưng vẫn sẽ đi thôi. Himat đang ở quá xa vị trí của tài con. Hơi nhừ quá, hơi mềm đến từ vị trí của Godvi nếu mà so với bất cứ tuyển thủ nào đang có mặt tại đây. Đấy chỉ tính về khoản đọ tay thôi, bắn hỏa lực thôi, chứ tất nhiên là kinh nghiệm của Godvi thì có thừa. Còn đây thì sao? Vâng, DWP họ gặt về cho mình điểm hạ gục đầu tiên của cái game thi đấu này khi mà quét power của Hao di chuyển thiếu thông tin, dễ dàng bị khai thác thôi. ABN của Legacy, một trong những người cũng đã gắn liền với rất nhiều những cái điểm hạ gục của đội ở tại giai đoạn vòng thi đấu group stage. Vòng group stage của PGS 4 thực sự đánh dấu một giai đoạn mà Legacy đánh mất chính mình ở tại PGS 3. Cả đội bắn đều hay, đều có những cái điểm kiều. Và xuất hiện tại vòng thi đấu final này, họ đang vô cùng tự tin ở tại game thi đấu đầu tiên khi mà dám va những đội Fake Clan hay thậm chí là cả Foreman. Hai con nết được ném cùng nhau, hướng bay là khá đẹp rồi. Guzeran đốc qua được hai cái con nết con đầu tiên. Và quả sau thì có lẽ nó chỉ hỗ trợ sát thương thôi. Một điểm kill đâu đó đến từ bên phía đội Valentine đã bị phơm mất bởi Algreen bên phía Blitz, nhưng pha đẩy gần đến từ Fake Clan. Gustav đang muốn trả thù, anh ta không muốn chịu đựng cái số phận của mình. Chỉ còn một người thôi đối đầu với cả đội hình của Legacy là một điều khó, nhưng vẫn phải làm đến Gustav. Không thể chịu nằm lại ở đây mà không mang về điểm nào được. Viên đầu tiên đã headshot, viên thứ hai đã trúng vào người là đủ để hạ gục được đi bên phía đội hình Fake Clan top 16 ở tập thể áo đỏ, bao quát được những cái vị trí xung quanh. Trong khi đó thì Lordanet, những căn nhà cuối cùng của thành phố này cũng đã abo, và đó là lúc mà Hao di chuyển đi. Newpi thì sao đây? Vâng, trước khi nói đến Newpi thì người đồng hưởng của họ Foreman tiếp tục gặp khó rồi, họ mất thêm một. Và giờ thì chỉ còn một tay chơi duy nhất đến từ cái biển Foreman. Gen G bây giờ họ đáp dù xuống, lại phải chia nhau một căn nhà bé tẹo như thế này. Một tín hiệu không hề tốt nên Gen G có vẻ như họ đã vào quá muộn để sở hữu một vị trí dừng chân ổn. Mình đến về trước Cross và có điểm một cuộc đầu tiên, nên đây là góc bắn cực kỳ đẹp dành cho Adder. Người ta đang có cơ hội xả đạn vào những người ở trên xe, vẫn chưa cứu được thành công đến từ phía đội của Gen G đâu. Họ mất thêm cả Adder, người đứng giữa đường nữa, và đây có thể chuyển hóa thành một tình huống công nhà dành bên phía đội của Vali Thái, nhưng họ cũng sẽ chẳng mặn mà gì lắm với khu vực nhà bé tẹo kia đâu. Và đó là sự hủy diệt đến từ bên phía đội của Gen G dành cho Vali Thái Esports. Quả nết đến từ Toshi quá hiệu quả, nhưng có lẽ đó cũng là những dấu ấn cuối cùng ở bên phía đội Gen G ở tại game thi đấu này. Papo vừa được cứu dậy với sự hỗ trợ người đồng đội, nhờ Gen G thì cũng chỉ còn hai người thôi. Trong khi đó TSM đang chia nhau căn nhà Foreman, một căn nhà ao bò, lại có một tình huống công nhà khác đến từ bên phía đội New Happy. Họ nhắm vào Blitz Esports, đội tuyển chỉ còn hai người thôi. Nạn bay nhiều máu, Trick cũng bị nhắm tới. Alcarin sẽ hy vọng trong pha này, một khẩu M249 quen thuộc đến từ vị trí của Alcarin. Liệu anh có thể làm được hay không đây? Bị đối phương kề trước, và đó là thêm một điểm đông ao nữa dành cho bên phía đội của Blitz Esports. Chính xác là New Happy đã có mạng, Blitz cứu được một người. Họ sống sót thần kỳ, nhưng mà cũng chỉ còn được Trick thôi. Nhân sự cứ 1-2 rồi lại 1, không có một cơ hội phản kháng đến từ bên phía đội của Blitz. Trong một diễn biến khác thì mặc dù còn có cái tên Zip Yan thôi, nhưng anh ta đang một mình chống Mafia. Triple knock out dành cho Zip Yan trên với TSM rồi, và liệu có... Vâng, chẳng có cái nào cả, khi ngay sau đó thôi thì allow một quả Blue Zone Grenade nó giải quyết toàn bộ vấn đề, thậm chí là cả chính bản thân anh ta đồng đội luôn. Nhưng Patrick Cross cũng đã tiếp cận được với khu nhà của New Happy cũng như là bên phía đội của Blitz Esports trong giai đoạn trước rồi. Ở đây còn có cả Legacy nữa. Rất đông người sẽ tham dự vào khu vực này để mong muốn có được những điểm kill ở trong game thi đấu mở màn. Blue Zone Winnet đốt rất đau, Nan đã bị đốc vào và sát thương đến từ Happy. Và bây giờ thì bên phía đội của Blitz Esports bỏ túi thêm những điểm kill đến từ đội của New Happy. Long Skrull người cuối cùng, máu quá yếu nhưng cũng chỉ là 1v1 thôi. Cơ hội kề trước, đối phương đang bỏ chạy, và đó vẫn là tình huống clutch dành cho bên phía đội của New Happy. 5 điểm kill ở thời điểm phút thứ 20 của game thi đấu này. Long Skrull vẫn là một mắt xích cực kỳ quan trọng trong đội hình của New FP, nhưng bây giờ thì lập tức có thử thách mới mang tên đó là Legacy ập tới rồi. Bộ đôi Guzera và FP rất muốn clear đi cái tên Long Skrull để có thể có một chỗ đứng trong vòng bò mới. Và xem làm được hay không đến từ Legacy đây, hay tiếp tục sẽ là một cái highlight của Long Skrull khi anh ta đang cuồng cứu nan lên, và có lẽ sẽ cứu kịp rồi. Khu vực góc 6 giờ đẫm máu, có quá nhiều đội tuyển đã tới và ra đi. Patrick Cross thực sự là một đội sáng suốt khi không muốn đâm vào cái mớ bong bong đó, và họ né nhẹ sang cánh 7 giờ. Nhưng Gen G, cái khu vực nhà trước đó chúng ta nói rằng quá bé để họ có thể sống, thì bây giờ họ lại đang khá là vui vẻ cùng nhau sống rất thọ bên trong bò. Còn ngược lại thì NewFP, cái tên Nan được cứu lên, nhưng bò nằm ập tới và lập tức Nan lại nằm lại và đã đi luôn ở ngoài Blue Zone rồi. Long Skirt, một tình huống bắn rất tốt đến từ tên Long Skirt. LFP nằm lại và có lẽ vẫn còn có thể đi tiếp được đến từ NewFP khi người còn sống cuối cùng là Long Skirt. Đối phương thì là Legacy, bắn không hề có sự liên kết đến từ Guzera cũng như Happy ở trong pha thi đấu vừa rồi. Cứu được nhau lên,
đến từ miệng Arena, nhưng đúng như Đức chia sẻ rồi, vẫn đang là một thế khó. Perfectic đang di chuyển lại rất gần đội về phía team Arena. Trong khi đó Long Skirt bị bớ lại bởi Guzera và đó sẽ chết của DFB ở vị trí top 12, nhưng có lẽ là họ cũng đã hài lòng với lượng điểm kill có được. Còn đây thì Alao bỏ chạy nhưng không thoát được khỏi họng súng Perfectic. Đó là những tiếng tap mini 4 quá dính. Arena thừa cơ đó tẩu thoát. Võ đang cắm thẳng được vào trong bo rồi, nhưng vị trí đứng là ở đâu đây? Một Sabrus hình như sắp gặp gỡ về bên phía đội về trích của Road. Một cuộc giao tranh rất quan trọng, Xlab đã mở điểm với mạng của Hải Sà Kỳ. Chúng ta chỉ còn hai người trong pha này thôi. Tài con cũng đã gục xuống. Cọc kế trước quá đẹp đến từ bên phía đội hình của Pedro Road và Sologi phải một mình chống ba. Quả nết đã bào máu nên Sologi rồi, rất khó cho bên phía đội của Sabrus Esports ở tại pha này. Vâng, hành trình đến với top có hạng có điểm vẫn đang còn quá xa, với lượng Sologi làm nổi hay không đây khi đối phương vẫn đang liên tục dã nết sang. Cố gắng trải thêm smoke, mở rộng phạm vi di chuyển. Nhưng ở gần nhất phương tiện của anh ấy có lại chỉ là một cái xe bắn kèm, một xe cực kỳ thiếu cơ động, và chắc chắn lên tầm này đi cái xe này là đi luôn. Nên Sologi quyết định chỉ là nhấp nhả đổi vị trí liên tục thôi. Nhưng Cùi Mốt đang ép tới rồi, Sologi một tình huống rất khó, đằng sau lưng lại có tuyết la vào nữa. Lối đi nào cho Sologi đây, và đó là dấu chấm hết dành cho Sologi cũng như là cái top 10 gọi tên CF rất đáng tiếc trong game thiếu này. Mim đến từ bên phía đội hình của Falcon cũng đang bắt đầu ghi thêm những điểm số với mạng ERN. Xlab bắn luôn cả Twisted Mind. Họ vừa be đầu Sabrus Esports thành công xong, giờ còn muốn đánh cả Twist. Nhớ đại diện những ứng cử viên chức vô địch đều đang trở thành nạn nhân bên phía đội Patrick Road. Và bắn ổn, những XMPL cũng làm tốt trong pha này. Xlab đã gục xuống. Lợi thế về người xoay chuyển ngược về bên phía đội của Twisted Mind. Họ có 3 so với số lượng thành viên đến từ bên phía đội Patrick Road. Muốn cứu người là Cùi 71, nhưng quá khó trong pha này khi mà đối phương đẩy lên cực kỳ mạnh mẽ. Và Twist đang càn quét game thi đấu đầu tiên của chúng ta. Mạng nữa dành cho bên phía đội Pero, nhưng đã là đủ hay chưa đây? Không được rồi, top 8 cho Pero. Những quả smoke sẽ sớm tan đi, và góc bắn là đẹp hơn mình nghĩ cho bên phía đội Falcon. Thậm chí là mình quyết định mở cánh ra phía bên ngoài vòng bo, nhưng đó là một quyết định sai lầm. Kizzy bắn tốt hơn, Falcon còn 3 người và vẫn cứ đang là bắn trong mù thông tin. Nixy đốc vào Jacob, VP muốn chống một lúc cả hai đội. Họ cần chọn lấy một cánh để đục ra, họ không thể nào bị kẹp ở giữa như thế này được. Vâng, nếu làm tốt thì sẽ là một lượng điểm kill khổng lồ cho VP, còn nếu mà chớ thì sẽ là tự sát đến từ VP ở góc này luôn. Nhưng có vẻ như họ vẫn đang làm rất tốt rồi. Quỳ gì có thêm một pha knock out trước khi đâm lại. Bây giờ Lucanus cũng dụng theo luôn. Flood đang có một pha lật kèo dành cho team Falcon, nhưng Snaker thì yếu quá rồi, và Snaker đang cố gắng sủi. VP sau khi bị knock out hai người thì cũng đang chơi hiền hơn rất nhiều rồi, nhưng đẩy lên Nixia bắt được đó là tên Flood. Biến số Falcon đã không còn nữa, và đây là khoảng không để cho VP có thể cứu lại tên Lucanus. Không có đủ thời gian, ERN đã quá gần rồi. Bên phía đội VP nhận ra điều đó, họ phải bắn ở trong pha này. Và kể trước đây Jacob là tốt hơn, top 6 cho Vitals Pro. Một con dao hai lưỡi, và lần này thì cái mũi dao đã hướng về chính VP rồi. Một mình cân hai là điều không thể, quá bất khả thi. Bốn team còn lại thôi, và ERN bất ngờ là đội tuyển đang có nhân sự đông đảo hơn cả. Na'Vi còn đúng một người, họ cũng bị kẹt vào trong vòng xoáy vừa rồi và không thể giữ được nhân sự của mình. Top 4 cho Na'Vi trong thoáng chốc đã là 11 kill dành cho Twisted Mind tại game thi đấu mở màn. Hai đội còn lại Gen.G và ERN cũng có 4 mạng. Một game đấu mà đại diện Thái Lan đang thi đấu cực kỳ kiên cường trước những cái tên sừng sỏ của khu vực họ, đó là Gen.G, đó là Twisted Mind. Và giờ thì Ticker lên tiếng rồi, ba Tulin đã bị vào mồm với Ticker. Lợi thế đang ngày càng nghiêng về cho đại diện Thái Lan, tỷ lệ thắng của họ đang lên đến hơn 50%. Và bắn rất dính, và Lu cũng chỉ còn lại một chấm máu thôi. Nhưng Babo lại là người kết thúc mạng đó. Vào, bị knock out do outside play zone. Người cuối cùng đến từ bên phía đội hình Twisted Mind cô độc. Example có thể xuất sắc nhưng ta không thể chống hết ở trong pha này. Đối phương đẩy gần tới đó top 3 dành bên phía đội hình Twisted Mind. Cuộc đấu cuối cùng sẽ chỉ còn là giữa bên phía đội hình ERN cũng như là Gen.G. Và rõ ràng thì ERN với việc giữ người tốt thì họ vẫn đang có ưu thế 4-3. Khoảng cách bây giờ cũng là rất gần nhau rồi. Vòng bo thứ 8 đã có nơi mà cái team đều đang chỉ loanh quanh được ở viền bo thôi, chưa quay thâm nhập được vào giữa bo cả, bởi vì giữa bo là một con đường, là một cái phạm vi cực kỳ trống trải và chẳng ai muốn lao vào đó trước. Đội nào sẽ có được cho mình cái top 1 trong game thi đấu này đây? Bây giờ sẽ hoặc là 18 hoặc là 19 điểm dẫn đầu bảng xếp hạng, đứng trên cả Twisted Mind. Gen.G còn 3 người, ERN thì là 4. Nhưng cái lợi thế về mặt nhân sự này có thể bị xoay chuyển rất đơn giản nếu như bên phía đội hình của Gen.G có một pha xử lý ấn tượng như thế thì chúng ta đã được xem. Nhưng vừa nói xong thì họ mất direct, một góc rất khó để có thể cứu, nhưng bên phía đội hình Gen.G vẫn phải tiếp cận người đồng đội của mình. Họ không thể nào mất đi một người như vậy được. Vâng, cái top 1 đang đến rất gần với những người anh em hàng xóm láng giềng Thái Lan rồi. Arena, Jacob đẩy lên cùng với một quả nết. Quả nết chắc chắn sẽ khiến Toshi phải dè chừng, và đây là cơ hội để cho Arena tiếp cận vào cái tên Rex, không cho bên phía Gen.G cứu nhau lên.
4 vết hai, lợi thế vượt trội, thậm chí là biết hết vị trí Genji ở đâu rồi. Bắt đầu đổ xuống với tiền Jacob. Toxi không vượt qua được, Jacob bắn qua nhưng vào thi đấu này mà chỉ còn là một tên 3 bô thôi. Đang tầm quả đất trên tay để làm gì đâu. 4 vết 1, tôi nghĩ rằng là đi rồi, và đó là top 1 thuyết phục dành cho E-Arena.